Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình đội ngũ nhân viên của Fuji Luxury đang đi bảo dưỡng chiếc ghế FJ600 cho nhà chị Hà Tuyên Quang. Các bạn hãy theo chân mình để xem quá trình bảo dưỡng của bên mình như thế nào nhé. Kỹ thuật của bên mình thì đang kiểm tra những chức năng của mẫu ghế FJ600. Quá trình kiểm tra lại những con ốc vít đấy, xem là nó có bị trong quá trình sử dụng nó bị lỏng không, tra dấu mỡ. Đó. Đây là quá trình tra dầu ở phần đường dây, nơi mà động cơ trượt lên trượt xuống để bắt xa từ phần cổ xuống phần lưng đấy. Khi được tra dấu mỡ vào đường dây như thế này thì nó sẽ không có tình trạng bị kêu kẹt kẹt, cũng như là đường dây thì nó sẽ tránh tình trạng bị mòn, tuổi thọ sẽ lâu hơn, đấy, nằm nó sẽ trơn tru và mượt hơn. Đây đang quá trình tra dầu mỡ, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Quá trình kiểm tra động cơ cũng như là tra dầu mỡ động cơ. Đây là mẫu FJ600. Mỗi chiếc ghế của Fuji Luxury thì đến định kỳ 6 tháng một lần sẽ có nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra cũng như là vệ sinh bề mặt da, tra dầu mỡ như thế này ạ. Đây là quá trình mà vệ sinh bề mặt da. Đấy. Giữ cho bề mặt da lúc nào cũng luôn luôn là sạch đẹp, và mình vệ sinh như thế này thì độ bền của bề mặt da rất là cao, lúc nào cũng bóng luôn đấy ạ. Định kỳ là cứ vệ sinh bề mặt da như thế này giúp da rất là bền đẹp và bóng, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Mình sẽ quay gần để cho các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, đây là mẫu da của mẫu ghế FJ600. Đây là mẫu ghế FJ600 và trong quá trình vệ sinh cũng như là bảo dưỡng. Đấy, xong rồi các bạn có thể nhìn thấy ạ. Bề mặt da rất là sáng bóng cũng như là rất là đẹp. Như là cũng là như mới luôn, vệ sinh xong là như mới. Ngày hôm nay thì mình đã kiểm tra động cơ cũng như là tra dầu mỡ và vệ sinh bề mặt da của mẫu FJ600 này. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào.